Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung. Tính lễ nghĩa liêm sĩ lý tập cầu bần tập 2. Bán quýt đây. Đây có phải là túi thơm của nhà ngươi không? Xe ngựa của ta cũng đúng lúc mất một cái túi thơm có mùi hương như thế này. Quả nhiên là của ta. Không, cái này mới là của anh. Hôm đó trên đường em nhặt được túi thơm của anh, nhưng không kịp trả lại anh. Loại túi thơm này rất đặc biệt. Xem ra sở thích của em và của ta đều đặc biệt như nhau. Đúng rồi, em tên gì? Lý Khoan đệ, mời vào. Mình cuối cùng thì có thể là người giống như Toàn công tử rồi. Cha. Còn cái thằng này thiệt là. Cha mau đến đây, con vừa mới kết giao được một người bạn. Cả ngày hôm nay con đã chạy đi đâu chơi vậy? Từ sớm đến tối chỉ biết ăn uống chơi bời, lơ là học tập, nhưng trong nhà cũng không quan tâm. Sau này con lớn sao có thể thừa kế gia nghiệp to lớn này của ta chứ? Sao cha lại nóng giận như vậy? Gia đình chúng ta cái gì cũng không thiếu, con sau này còn có cái gì phải lo lắng nữa chứ? Tiền tài quyền thế của ta đúng là để lại hết cho con, nhưng con phải có chí tiến thủ chứ. Cha, sao cha suốt ngày nói những lời mất hứng như vậy? Người như con thì có thể kết giao được với bạn bè nào chứ? Nhất định là một đám công tử chơi bời lêu lỏng, ta không có hứng được gặp bọn chúng. Toàn đại nhân, người chính là bạn của Kiệt Nhi à? Dạ đúng thưa toàn đại nhân. Nến. Toàn Kiệt Quynh, nến của nhà Quynh rơi rồi kìa. Thế thì sao nào? Những việc này đều là việc của người làm. Chẳng nhẽ lại để cho ta đường đường là Toàn công tử đi thay nến sao? Nhưng mà... Đi thôi, để ta đưa đệ đi xem nhà của ta. Cháy rồi, mau đi dập lửa thôi. Tìm người dập lửa đi, cháy rồi. Trời ơi, mau đi chữa cháy thôi. Cha, cha à. Mẹ. Mẹ, mẹ mau đến đây đi. Hán Nhi, đây hình như là hướng nhà của Toàn đại nhân. Cây nến là cây nến. Con à, con sao vậy? Mẹ, cái nến để bàn của nhà họ bị rơi. Hoán gì?
mẹ sẽ đi giúp gia đình Toàn đại nhân, con ở nhà nhé. Lúc đó lại nổi lên một cơn gió lớn, khiến thế lửa càng mạnh hơn. Thường ngày Toàn đại nhân giàu có mà bất nhân, nên không có ai đến giúp đỡ. Tận mắt nhìn toàn bộ gia sản bị thiêu cháy hết. Toàn phủ xưa kia thịnh vượng là thế, ngày nay lại rơi vào hoàn cảnh thê lương như vậy. Cho ông này, cảm ơn, cảm ơn. Cầm lấy, cảm ơn nhé. Hả, Toàn? Cảm ơn phu nhân. Cha, con không muốn ăn mấy quả quýt dớ dẫn này, con muốn ăn đại tiệc. Đại tiệc cái gì? Con là đứa con không hiểu chuyện. Nếu không phải do con, gia đình chúng ta liệu có rơi vào hoàn cảnh như thế này không? Cha, đó là do cây nến để bàn làm, không phải do con. Con là phá gia chi tử mà. Cha, tại vì sao gia đình ta lại trở nên như thế này? Con không muốn làm ăn xin, con muốn xe ngựa của con không muốn cuộc sống như thế này đâu. Kiệt gì? Toàn đại nhân, Toàn đại nhân, Hoán Nhi, ăn cơm thôi. Hoán Nhi, con sao vậy? Mẹ, huynh Toàn Kiệt có phải thật sự là không cần cha của huynh ấy nữa không? Mẹ tin là cậu ta chỉ là nhất thời nổi lên tính khí của thiếu gia thôi. Anh ấy nhiều tiền như vậy, cao ngạo như vậy, giống như là gì cũng có thể làm được. Con luôn muốn được giống như anh ấy, nhưng mà con không ngờ anh ấy lại đối xử với cha anh ấy như vậy. Con nhìn thấy Toàn đại nhân giống như là một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Con thấy ngài ấy rất đáng thương. Hoán Nhi, Toàn đại nhân cũng là một người cha. Cho dù ông ấy rất giàu có, nhưng ông ấy cũng là vì con cái mà gánh vác gia đình, cũng gặp khó khăn giống như những bậc cha mẹ bình thường khác. Nhà của Toàn đại nhân to đẹp đàng hoàng như vậy, tối qua cuối cùng con đã nhìn thấy. Nhưng vì một đám cháy mà thật sự không còn gì nữa sao? Tại vì sao lại như vậy chứ? Con à, của cải không phải là một người độc hưởng, mà là năm nhà cùng hưởng. Năm nhà cùng hưởng, không phải ai kiếm được thì là của người ấy sao? Trên thế gian dù là của cải của ai đi nữa, đều là thuộc về thiên tai, nhân họa, cường đạo, quan phủ và bại gia chi tử. Năm nhà cùng hưởng, nước lũ, lũ lụt sẽ cuốn đi tất cả. Hỏa không cẩn thận sẽ gây ra quả quạng. Giống như hoàn cảnh bây giờ của Toàn đại nhân, hoặc do chiến tranh mà hủy hoại tất cả, quan phủ bắt phạt xung công, đào tặc bị đào tặc trộm cắp, con phá của tiêu xài quan phí hết. Mẹ, mẹ thật là có trí huệ. Không phải là mẹ có trí huệ, mà là cổ thánh tiên hiền có trí huệ. Vì vậy con à, cuộc đời là vô thường, lợi có thể nuôi mạng, cũng có thể làm mất mạng. Của cải tuy có thể làm cho cuộc sống của con người được thoải mái, nhưng nếu không đủ trí huệ, con cháu trái lại vì thế mà dưỡng thành tánh xấu, chán ghét lao động. Bởi vậy nên Toàn huynh mới lười không muốn nhặt cái đến đó lên. Cha mẹ trong thiên hạ đều muốn che chở cho con cháu, nhưng cổ nhân đã từng nói đức là cái gốc, tiền tài vật chất chỉ là ngọn. Có đức mới có tiền tài, có tiền tài mới có thể sử dụng. Người có đức rồi mới có thể sử dụng tiền tài hợp lý. Tiền nhiều thì có cách dùng của tiền nhiều, tiền ít có cách dùng của tiền ít. Nếu cha mẹ không dạy cho con những trí huệ như vậy, thì tiền ít hay nhiều đều là tai họa. Bởi vậy mẹ mới kiên quyết không để lại dương quýt của cha cho con. Con đã hiểu rồi ạ. Mẹ đã từng nói để lại tài sản lại cho con cháu không bằng để lại đức cho con cháu. Đúng vậy, khi con người có trí huệ rồi sẽ không bị tiền tài mê hoặc điên đảo. Nhưng mà mẹ, Toàn đại nhân và Toàn huynh thật sự là đáng thương, con nhìn thấy thật sự không đành lòng. Thì chúng ta hãy đi giúp họ. Con rất muốn, nhưng mà nên giúp như thế nào bây giờ? Toàn công tử có vẻ như đã bị chiều hư rồi. Cậu ấy không biết dù là cha mẹ có kiếm được nhiều tiền đến đâu thì cũng rất vất vả mới có được. Mẹ con hiểu rồi, có lao động mới biết cảm ơn. Toàn Kiệt Quynh, Toàn Kiệt Quynh. Tất cả mất hết rồi, đều biến thành tro rồi. Toàn đại nhân. Ai vậy? Toàn đại nhân, cháu là bạn của huynh Toàn Kiệt, cháu tên Lý Hoán, tối qua có đến thăm nhà ngài. Đừng có nhắc đến tối hôm qua với ta.
Ta không quen ngươi, mau đi đi. Toàn đại nhân, cháu xin lỗi, cháu cũng thấy rất buồn, cháu chỉ là muốn đến thăm ngài. Thăm ta? Ngươi chỉ là một đứa trẻ con, tôi không cần ngươi thông cảm. Ngươi mau đi đi. Cháu, toàn đại nhân, cháu nhất định sẽ thuyết phục huynh toàn kiệt quay về, người hãy bảo trọng. Đầu tiên mình sẽ đến đây, sau đó sẽ đi đến đây, cuối cùng sẽ đi đến kia. Toàn Kiệt Quynh, Toàn Kiệt Quynh, Toàn Kiệt Quynh, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Lý Quán, Lý Quán, chúng ta cùng đi đi. Đi, mà đi đâu vậy? Anh đang dẫn một kế hoạch rất vĩ đại. Em xem, anh muốn rời khỏi nơi đây. Hả? Cái gì? Anh muốn bỏ nhà ra đi à? Em bỏ anh ra, anh không muốn làm những việc như thế này. Phải khó khăn lắm em mới tìm ra anh, không thể để anh chạy mất được. Anh đã không còn nhà nữa rồi, anh muốn rời khỏi cái nơi rách nát này. Không, anh vẫn còn cha, lẽ nào anh không cần cha nữa sao? Thôi được, chúng ta không nói gì chuyện này nữa. Anh có tiền không? Nếu anh thật sự muốn đi, bán hết cho quýt này, anh có thể đi rồi. Bán quýt đây, quýt tươi ngon đây, mau đến mua đi. À, mua quýt đi, mua quýt đi. Phải kêu thật to thì mọi người mới chú ý chứ. Bán quýt đây. Thằng nhóc này, sao lại đến bán nữa vậy? Em cũng rất đói, nhưng hôm nay buôn bán không được tốt, chúng ta không có cách nào để mua đồ ăn. Chúng ta đi tìm mẹ của em đi. Tiểu huynh đệ, buôn bán thế nào rồi? Đại ca, trông có vẻ buôn bán không được tốt như trước hả? Anh đây cũng vậy, đây gọi là tình hình thị trường biến đổi trong nháy mắt. Đại ca, vậy phải làm thế nào bây giờ? Em còn phải giúp bạn của em gom tiền nữa. Đợi về hôm là được rồi. Trước hết, hãy giữ chỗ quýt này cho nó tươi đi. Lần trước cầm tiền của em xong, anh cảm thấy rất là xấu hổ. Để anh mời hai em ăn bữa cơm nha. Anh ta biết dội chúng ta giấu quýt, sẽ không lấy trộm quýt của chúng ta chứ? Không đâu, anh ấy rất tốt. Phương pháp giữ cho quýt tươi này là anh ấy dạy em đấy. Đói rồi phải không? Anh mời hai em ăn cơm. Thôi anh à, anh cũng buôn bán không được tốt, bọn em không làm phiền anh nữa, bọn em có thể về nhà ăn cơm. Con à, chỉ có lao động mới biết được cảm ơn, mới có thể hiểu được sự vất vả khó nhọc của cha mẹ. Nếu con thật sự có chí khí, có bản lĩnh thì đừng có dựa vào tài sản của cha mẹ để lại, dựa vào năng lực của chính mình đi. Sao quýt lại bị hỏng hết rồi? Chúng ta đã phải chịu đói bụng rồi, anh sẽ không bao giờ rời khỏi đây được rồi. Ê, may quá, phía dưới tất cả vẫn còn tốt. Bán quýt đây, mua quýt đi. Mua quýt đi mọi người ơi. Có gì dễ dàng chứ, xe ngựa trước đây của ta còn lộng lẫy hơn của ngươi nữa. Toàn Kiệt Quynh, anh xem, chúng ta có đồ ăn rồi. Cái gì? Có phải không vậy? Đến con chó nhà ta cũng không ăn thứ này nữa. Đây có phải là đồ ăn dành cho người sao? Thật ra quýt chỉ là bị bẩn thôi, không phải bị hỏng mà, vẫn rất ngọt. Nếu như chúng ta muốn tiếp tục sống thì bắt buộc chúng ta phải học cách khắc phục khó khăn. Quynh có biết không?
Sao cha đi đâu mà sớm vậy? Cha, cha vì sao vậy? Không sao, cha không cẩn thận nên bị té ngã mà. Cha gạt con, có phải cha bị người khác bắt nạt không? Con à, con người sống trên đời sao có thể cứ thuận buồm xuôi gió được chứ? Nam tử hán đại trượng phu, bị thương một chút thế này không gì cả. Cha, Tôn Kỳ Quynh đừng khóc nữa. Tuy là anh không còn nhà nữa, nhưng anh vẫn còn cha mà. Chỉ cần ở cạnh cha thì đó chính là nhà. Mẹ em nói, cha mẹ cho dù có thể kiếm được tiền nhiều đến đâu cũng đều rất vất vả mới có được. Chúng ta nên có chí khí, có thành tích để cha mẹ được vui lòng. Mua quýt đi, bán quýt đây, mua quýt đi. Mãi vô, mãi vô. Chúng ta hôm nay dọn hàng thôi, ngày mai nhất định sẽ bán được tốt hơn. Em trai, đại ca, hôm nay anh buôn bán có tốt không? Em trai, từ giờ trở đi anh sẽ không đến đây bán quýt nữa. Anh đến chỉ là muốn nói với em, anh xin lỗi em. Tất cả đều là do anh hại em. Từ đầu là vì anh muốn cướp chỗ bán của em nên mới nói với em phương pháp này. Thật ra phương pháp này là sai. Sao có thể như thế được chứ? Lần nào em cũng giữ cho quýt được mà, quýt không hỏng một chút nào. Lần nào em cũng là như vậy sao? Vâng. Anh cũng không hiểu nổi. Tóm lại, số tiền này anh không thể nhận được, trả lại em. Anh à, việc này... Mẹ, mẹ, lẽ nào là mẹ? Kiệt Nhi, cha có lỗi với con. Cha sẽ khôi phục lại tất cả, sẽ mua cho con chiếc xe ngựa mới còn đẹp hơn chiếc xe ngựa cũ nữa. Cha, con sai rồi. Con lười biếng, không cảm nhận được sự vất vả của cha. Kiệt Nhi ngoan của cha, cha hận một nỗi không thể lo cho con tất cả. Không, cha, con đã học được cách kiếm tiền rồi. Từ giờ trở đi con không cần xe ngựa nữa. Con chỉ muốn được ở cùng với cha, được hiếu thuận với cha. Hoán Nhi, cơm mình để phần Hoán Nhi đâu rồi? Mẹ, mẹ, quýt sao lại để trong nhà vậy ạ? Sau này thời tiết có hơi lạnh, mẹ sợ quýt bị hỏng. Mẹ, có phải là không thể dùng đá để giữ cho quýt tươi phải không ạ? Con đã biết rồi sao? Mẹ, từ đầu mẹ đã biết con đi bán quýt. Mẹ, con sai rồi. Không, con à, mẹ muốn chúc mừng con, bởi vì mẹ nhìn thấy con thông qua lao động đã có được sự rèn luyện về mặt năng lực và ý chí. Con học hỏi được những tri thức trong cuộc sống. Mẹ tin là con sau này nhất định sẽ có một cuộc sống thành công. Mẹ, Lý phu nhân, là bà đã giúp tôi hiểu hơn rất nhiều trong việc nếu để lại cho con của cải thì sẽ không chú ý đến việc dạy bảo đức hạnh, phải cho con sống tiết kiệm cần lao. Bà đã cứu cuộc đời tôi, mong bà hãy nhận của tôi một lại. Toàn đại nhân, ngài nói quá lời rồi. Và ta phải cảm ơn Hoán Nhi, là cháu đã giúp ta, khiến cho Kiệt Nhi trở về bên ta. Thiên tử, nếu chỉ lo tích lũy tài sản cho con cháu thì đất nước sẽ nghèo khổ. Người làm quan chỉ lo tích lũy của cải cho con cháu thì gia đình sẽ lụng bại. Thường dân chỉ chăm chăm tích lũy tài sản cho con cháu thì con cháu đời sau sẽ chết vì đói rét. Chỉ có cần kiệm dài lâu thì khi chết rồi mới không nhọc đến con cháu. Tài sản để lại mới xem là nhiều được. Cẩn dịch, Vọng Tây cư sĩ.
Liên Tú Cư Sĩ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.